sau một ngày ăn ô mai chi và uống matcha cho đời mát mẻ thì Tài Cun cũng đã lên được form tài đắc. Đi kèm quà bonus là hình thái tài Bujin suốt, tôi đọc như thế đúng không nhỉ? Bỏ qua chuyện đó, ba cô này có khả năng khuếch đại cảm xúc người dùng. Nếu người cầm đang máu chó, muốn ăn thua đủ thì nó khiến thằng đó như con tó dại luôn, sọc tiết bỏ khí thế luôn. Bò no hope đành xài lại cơ man pin, nhưng cơ hội nào dành cho bò chứ? Ba dọi béo với ếch lên form king và queen rồi. Tất nhiên nhân tố làm nền debut vẫn sẽ là anh Lô. Điểm qua hành trình của anh phụ hồ từ trước đến giờ này, bao cắt cho Geyser, test hàng của sói xanh, làm nền cho cáo đỏ, vị thịt của lửng chó. Và tuần sau vẫn sẽ là gạch lót đường vĩ đại cho king and queen. Lần duy nhất đường đường chính chính đến được với vinh quang thì cũng chỉ là trong giấc mộng, tội anh tôi.